Picasso thông đít của Seiko. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Liz đây. Và chào mừng các bạn đã tới phần tiếp theo của tựa game Minecraft One Piece Craft. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm cái video tiếp theo hay hơn. Và các bạn cũng đừng quên là cứ cách một hôm thì chúng ta sẽ lại có một cái clip về One Piece Craft với mọi người. Đấy thì hôm nay có, ngày mai không có, rồi ngày mốt có. Đó là như thế đấy mọi người. Và hôm qua thì mình đã ăn trái ác quỷ đó là Suna Suna no Mi. Thì hôm qua có một bạn mang tên là Đồng Hoàng, bạn đã giải thích rất là kỹ về những cái tuyệt chiêu cũng như là một số cái của cái trái ác quỷ này ấy. Nhưng mà điều động lại lớn nhất đối với mình đó là về cái Doriki các bạn ạ. Đó chính là Doriki là thước đo chung của sức mạnh. Nó có thể đạt được bằng cách tiêu diệt bất cứ thứ gì. Nói chung là mình mà có càng nhiều Doriki thì mình càng có thể làm được nhiều thứ hơn. Và với một cái mốc Doriki nhất định thì mình có thể sẽ nhận được thêm Haki, hoặc là thậm chí là mình nhận được thêm máu nhé các bạn. Đó. Và khi mà mình mà ngủ mệt thì mình sẽ bị mất 2/3 số Doriki nhá. Cho nên là mình không muốn là tự tử khi mà mình ăn trái ác quỷ. Đấy, mà mình muốn là sử dụng câu lệnh để xóa trái ác quỷ các bạn ạ. Nếu như mà mọi người muốn mình đổi trái ác quỷ quá thì mình sẽ làm như thế. Đó, và nói chung là mình cứ đi farm đủ Doriki là mình sẽ có Haki thôi mọi người. Nói chung ấy là nếu như mà mình chọn Human nhá thì mình sẽ có lục thức và nó sẽ có mỗi mốc để mở khóa nhá. Ví dụ như là cái Shoru sẽ là 500 Doriki, Tekai là 1000 Doriki, Shigan là 3000 Doriki, Rankyaku là 5000 Doriki và Kami-e là mở khóa ở mức là 3600 Doriki các bạn ạ. Và có thêm cái Rokugan là 9000 Doriki, Geppo là 1250 Doriki. Nói chung là nó sẽ có rất là nhiều ấy mọi người, rất là nhiều kiểu ấy. Và hiện tại là mình đang có là 1500 Doriki, 1500 Doriki. Cho nên là mình sẽ có một vài cái tuyệt chiêu ở bên lục thức cái này. Đấy có Geppo này, Tenkai, Shoru. Thì có một số cái như kiểu là Shigan hay là Rankyaku thì tạm thời là mình chưa có. Cũng như là Kami-e, đủ là lục nữa. Lục là 6 đúng không? Đấy. Hiện tại là mình mới có 3 thôi, mình thiếu 3 nữa. Còn đây là một vài cái Haki này. Mình đang có gọi là, chắc cái này là Haki quan sát đúng không? Haki quan sát và Haki bá vương. Nhưng mà tạm thời là tất cả của mình đều là trái ác quỷ. Tất cả của mình đều là trái ác quỷ ấy, cho nên là mình không có sử dụng được mấy cái Haki các bạn ạ. Ê, cái gì vậy chú bé ơi? Vừa vào đã phá rồi. Vai lều. Đấy thì cũng gọi là thông tin qua một chút cho mọi người biết như vậy. Bạn nào mà thích xem mình chơi Minecraft công viên khủng long thì các bạn có thể ghé vào 18h30 mỗi ngày bên kênh Vũ Liz Minecraft để coi nha mọi người. Bởi vì là dạo này mình cũng đang ghiền Minecraft công viên khủng long ấy. Cho nên là 18h30 mỗi ngày thì mình sẽ live stream Minecraft công viên khủng long. Bạn nào rảnh thì có thể lên xem và nói chuyện trực tiếp với mình. Dạo này thì mình đang cố gắng lấy nói nhiều quá, mới làm nhiều series quá cho nên là nó hơi nhiều. Mình đã phải gọi là tạm dừng chơi Dragon City một thời gian để tập trung chơi Minecraft công viên khủng long. Và hiện tại thì mình có làm thêm một series Minecraft nữa là series Minecraft Dragon Block C. Đã biết tại sao mình lại chơi Dragon Block C không? Bởi vì là dạo này mình trên cái YouTube của mình ấy, nó đề xuất quá nhiều những cái clip về review Dragon Ball mà mình xem mà mình ghiền luôn đấy. Nhưng kiểu là các bạn xem mình, các bạn thấy ghiền, các bạn muốn chơi Minecraft rồi đó, thì mình cũng xem người ta review thì mình thấy ghiền, cho nên là mình lại muốn chơi Dragon Ball. Thế thôi, không có gì đâu mọi người ạ. Nó cũng giống như các bạn xem mình, các bạn thấy ghiền thôi, và mình xem người ta mình thấy ghiền cho nên là mình muốn chơi. Thì ngoài series Dragon Ball Kakarot ra thì mình có làm thêm một cái series Dragon Ball Block C nhá. Bạn nào rảnh thì có thể ghé xem. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi là đi qua cái chỗ của cái chỗ mà lần trước các bạn nhớ không? Cái chỗ lần trước ngôi làng bị tấn công ấy. Mình nghĩ là bây giờ mình quay lại đó thì chắc là ngôi làng đó còn cái nịt các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn gọi là quay lại. Đây ngôi làng đó ở đâu nhỉ? Mình sẽ bay qua các bạn ạ. Như ở bên đây. Đó, mình sẽ bay qua ngôi làng. Ủa? Mình nhớ là bên đây đúng rồi mà ta. Ô, chỗ nào nhỉ? Cái làng này đâu, hình như là làng ở bên, không phải bên đây, bên đây. Đúng rồi, ngôi làng ở bên đây thì mình sẽ bay qua bên đấy các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ bay, à thôi, mình có tele mà. Mình sẽ tele qua bên đấy. Đó, để có gì mình sẽ đột nhập vào tổng bộ hải quân. Với lại ở đây nó có cái gì này các bạn? Ê, cái này nhìn khá là lạ nhá. Chắc là hôm nay mình sẽ đánh vào đây để xem nó có cái gì nhỉ mọi người nhỉ. Đây là tổng bộ hải quân thì mọi người đều biết cả rồi đúng không? Còn cái kia là cái gì mình không biết nhá. Nhưng mà ở đây nó có tele không vậy? Ồ, nó không có tele các bạn ạ. Cho nên là chắc là mình sẽ bay qua đây đi. Mình sẽ bay qua đây đi ha. Sao nó không cho tele nhỉ? Bay thì khá là nhanh thôi. Mình sẽ bay qua bên đấy. Rồi 300m thôi à? Tính là đâu phải bên đây không nhỉ? Mình nghĩ là chỗ đấy nó khá là xa đấy các bạn. Nó không đơn giản như thế đâu. Đây, nó là cái màu vàng là 900m nữa. Thì mình sẽ bay qua bên đấy nhá. Để có gì mình sẽ gọi là... Ủa sao bay chậm vậy? Thế chứ cái trái cát này bay chậm thực sự các bạn ạ. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi qua bên đấy trước. Rồi có gì thì mình sẽ lên kế hoạch cho mọi người sau ha. Ui các bạn ơi, ở đây nó có một cái thủy cung này. Nhưng mà chắc chắn là mình sẽ không xuống dưới rồi đúng không? Đang có một vụ đại chiến giữa hải quân cũng như là mấy thằng hải tặc người cá này. Ôi nhìn mình bay nhìn ngầu các bạn. Đó, dưới chân của mình nó có mấy cái này này. Đó, mình thấy thì riêng cá nhân của mình thấy khá là ngầu. Ngay dưới đây thì nó có một cái thủy cung này, như mọi người thấy. Nhưng mà nó cũng không quan trọng lắm đâu. Nếu mà mình đi xuống xíu nữa thì mình sẽ bị một cái hiệu ứng đó là đào chậm. Cho nên là mình cũng không muốn đi xuống ở đấy một tí nào. Mà mình muốn đi qua ngôi làng bên kia để gọi là đòi lại công lý cho mình các bạn ạ. Đây rồi, mình đã quay trở lại với ngôi làng. Ủa nó vẫn còn cái ride này đấy hả? Được, thế thì tiện thể mình sẽ xuống, mình sẽ trở thành anh hùng của hải quân tiếp các bạn ơi. Hello. Rồi mấy cái thằng này. Tụi bay có nhớ tao là ai không? Tụi bay làm gì được tao? Tụi bay làm gì được tao? Tụi bay làm gì được... Ủa? Ôi kìa, tại sao? Tại sao nó vẫn đánh mất máu mình được vậy? Tại sao? Why? Chết rồi, anh em ơi. Bọn này nó vẫn có thể đánh được mình nha. Mình nhầm, mình tưởng là nó không đánh được mình nhưng mà nó vẫn đánh được. Ấy à, đau anh ơi. À, chết rồi, tớ bị ấy rồi các bạn ơi. À, còn lại 2 con. Ui, bọn này nó đánh được mình các bạn ơi, mình chết rồi. À. Từ lấy lại cái này đã. Ê, bé nhầm, từ bay lên đã. Bay lên là cái cách tốt nhất để tránh né các bạn ơi. Ui phải. À, trời ơi, cứ tưởng là mình đang bị độc và mình bị làm chậm. Ủa, tại sao mình bị làm chậm nhỉ? Hình như là làm chậm là do có một cái gì đó liên quan tới ấy hay sao á. Liên quan tới mấy cái đồ ấy, nhưng mà mình làm gì có đồ gì liên quan đến đấy nhỉ? Hay là cái này? Làm gì có đâu đúng không? Rồi, từ mình hồi máu một tí đã, xong mình lên xuống mình chơi với bọn nó tiếp. Đó. Còn 2 thằng phù thủy thôi. Mình thì không sợ, mình có bay mà. Chắc là mình lại sợ chúng nó đúng không? Này, mày sao? Sớm chơi. Ê, từ còn 5 máu vậy nhỉ? Từ lại đi hy sinh vì cái sự ngu ngốc nữa, không thể hy sinh vì sự ngu ngốc được các bạn ạ. Mình sẽ đứng đây và chờ hồi máu nhá. Nó đang quăng độc kìa. Đấy. Sao hồi máu cái này hồi máu nó bị làm sao? Đang đánh ai vậy? Các bạn sẽ thấy cát nó hơi bị che mờ một tí nhá. Hồi sắp mình có cảm giác là ở cái series này hồi máu nó hơi bị chậm nhá mọi người nhá. Không biết là như nào. Chứ bình thường là chơi mấy trò khác là hay là do cái này nó hồi máu chậm nhỉ? Mình cũng đâu còn đồ ăn này đâu. Rồi một đống giáp dùng các thứ này, mũ miếc các thứ này. Chắc là đội hết vào đi. Mình có nỏ này, nhưng mình không có xài. Mình có thể đỡ được mà, đúng không? Nhưng mà mình muốn gọi là an toàn các bạn ạ. Đời đỡ này. Mày đỡ. Em ấy. Đỡ. Ok, còn một con nữa. Không biết nó đang ở đâu. Ăn đã. Quên, bây giờ mình phải tận dụng cái này các bạn ạ. Tận dụng cái chiêu đỡ này của mình nha. Còn một con nữa mình không biết nó ở đâu. Chắc là đi vào ngôi nhà của dân làng đi ngủ ké một cái các bạn ơi. Đấy. Ê, đừng nói là biến thành bánh kẹo hết, để không còn giường để mà ngủ. Đúng rồi. Vậy là không còn giường để mà ngủ đâu, bởi vì hôm bữa mình đã biến thành bánh kẹo hết rồi. Cho nên là hôm bữa mình bị despawn đấy các bạn nhớ không? Mình bị despawn hết cho nên là mình không thể hồi sinh ở đây. Không sao, vẫn còn một thằng nữa. Giờ chúng ta sẽ ra check xem cái thằng này ở đâu. Hình như xong cái thằng này thì là hết hay sao ấy. Nhưng mà dân làng đâu còn ai đâu. Kệ. Vẫn là anh hùng của dân làng. Một anh hùng của dân làng không còn ai hết à. Nghe nó hơi nhục nhỉ. À đây còn thằng này. Đừng nói là cung tên nó vào thằng này có Haki nha. Bắn đi. Bắn đi. Đúng rồi bắn đi. Đúng rồi bắn đi. Bắn nhưng mà anh đâu có đau đâu em ơi. Rồi lại thêm một đợt mới. Mình sẽ ăn mấy cái này vào nhá. Mình không có tên đấy chứ. Mình có tên là mình đứng ở trên mình câu xuống là đẳng cấp hơn đấy các bạn. Nhưng mà mỗi tội là không có tên. Hiện tại là mình đã đạt tới cấp 27. Ơ dân làng này hóa ra này. Ê. Rồi, đợt tiếp theo. Đợt này mình quyết tâm là mình phải trở thành anh hùng của dân làng các bạn ạ. Bọn này nó sẽ tấn công từ hai hướng thôi. Bên đây mình thấy cũng có này. Tí nữa mình sẽ check thử xem là cái tiền truy nã của mình nó tăng lên bao nhiêu rồi nhé mọi người. Ê, 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 ê. Ui, bọn này nó qua tấn công nhưng mà nó bị bên kia nó bắt các bạn ạ. Ê, bọn này đấy mình bằng gì ấy? Sư phụ tới, sư phụ tới. Ông nọ các bạn chỉ mình cách để... Ê, sư phụ kiếm có ấy nha. Ui, hay quá, sư phụ giúp dân làng luôn hả sư phụ? Đúng là sư phụ của con. Ui, sư phụ đẳng cấp luôn anh em ạ. Mấy thằng tư tế kìa, đánh nhau với sư phụ tao à? Nhờn với lại sư phụ của anh Vũ à? Sư phụ của tao là người dạy cho tao á, võ công tối thượng. Tất cả đều là do sư phụ tao chỉ hết. Tụi bay mà đối đầu với sư phụ tao tụi bay sai rồi. Con gì đấy? Đấy, con này giống con fan tum rồi anh em. Con này nghe đồn mấy hôm mà không ngủ là nó sẽ xuất hiện vậy này. Nhưng mà mình ngủ đều mà nhỉ? Tại sao con này nó vẫn xuất hiện đây vậy? Mày này à? Nhờ. Ô à, con này nó gọi ra hay sao? Con thầy pháp sư này. Ê, mình không đi vào nước ở đâu. Đi vào nước còn đi á. Rồi, ôi, cái hình nhân gì này các bạn. Bọn này tụi mới đánh cả đâu có đau đâu. Giờ hôm nay không ngờ lại có cả sư phụ tới giúp này các bạn. Đã chưa? Có thêm cả sư phụ của tôi tới giúp tôi nữa. Thì tại sao mà chúng tôi không thể gọi là giải phóng được cái ngôi làng này? Những người còn hình như là còn một thằng thầy pháp sư nữa hay sao? Một thằng thầy đồng á. Nó gọi ra một đống mấy con ma này. Không sao hết. Tôi lo được. Tôi lo được. Tôi mẹ con này nó bay bẩn bựa quá. Bay vào đây đúng rồi. Thôi để nó tự bay vào người mình đi, nó đánh mình đâu có mất máu đâu. Cho nên mình mỗi tội là mình không biết nó đang đứng ở đâu thôi. Ừ, bay vào đấy. Bay vô đấy, bay vô đấy. Sợ rồi các bạn. Ôi, sư phụ của mình gần ngủ mới các bạn. Ê, cái thằng này mày tấn công sư phụ tao từ xa mày, mất dậy. Mất dậy. Dám đánh sư phụ tao. Quân mất dậy. Thằng này nữa. Thằng này như là gọi này. Ra đấy. Mày sắp đi chưa? Mày. Mình cài cái mod nhìn máu này hơi cùi các bạn ạ. Sư phụ, để con. Ok. Sư phụ cứ yên tâm, con sẽ làm hết cho sư phụ. Hình như mốt nó còn gọi con bò ra nữa cơ. Nếu như mình nhớ không nhầm, bọn này nó có con bò là vũ khí bí mật. Ở đây rồi. Ủa, con bò có đây không vậy? Ở đây đây, con bò này đúng không? Cưỡi bò này. Cưỡi bò. Như mà vượng. Chả biết nó có bao nhiêu máu nữa. Đấy, con này khá là nguy hiểm nhá. Cưỡi bò. Ô, dưới đây mình có thêm cả cái bếp lửa đấy các bạn. Ồ, đây là phía dưới ở ngôi làng à? Còn thêm hai thằng nữa. Đi tìm đốt. À đây. Còn hai đứa nữa. Thằng này là một thằng. Đúng không? Ok. Còn một thằng nữa các bạn ạ. Mình sẽ đi thu thập mấy cái tàn dư này để xem nó có gì thì mình sẽ lấy hết nhé các bạn. Còn một thằng nó trốn đâu nhỉ? Bọn này nó có tuyệt chiêu gọi là trốn kỹ đó các bạn ạ. Nhiều khi không biết nó đang đứng ở đâu á. Ở đây có một thằng hải tặc. Hải quân chứ nhầm. Mình mới là thằng hải tặc chứ. Chuẩn, mình mới là thằng hải tặc. Ở đây là mấy anh hải quân. Ủa? Một thằng nữa trốn đâu nhỉ? Khó kiếm lắm các bạn ơi. Bọn này, cái làng này thì hơi khó kiếm các bạn ạ. Để mình chỉ khó mình đi tìm thôi đâu. Giờ mình lại phải là thằng đi tìm nó đấy. Chứ không phải nó đi tìm mình đâu. À đây rồi. Thầy phù thủy anh em ơi. Phải này không vậy? Kệ cứ đánh đi, chắc là nó đấy. Ok, đợt tiếp theo. Chắc là chuẩn bị xong rồi đấy mọi người. Mình sẽ cắn tí máu để hồi đã. Có sư phụ ở đây hỗ trợ thì cũng đỡ nhỉ. Hồi chuông cảnh tỉnh tiếp theo. Giờ chúng ta đang tấn công từ bên đây vào này. Tiến sĩ mắt chột à? Này có một thằng nữa à? Một thằng ở đâu? Đây là dân làng mà đúng không? Đây là thợ rèn. Thợ rèn ở ngôi làng. Ủa? Rồi tụi nó có tấn công không vậy? Đợt tiếp theo. Không thấy ai hết. À đây. Chúng nó bắt đầu gọi là đổ xô ngôi làng thân yêu của chúng tôi rồi anh em. Vẫn là mấy cái thằng ghẻ này thôi hả? Bọn mày ra đây. Tập trung hết ra đây, đúng rồi. Ra đây nói chuyện với anh. Anh cần hết. Mày đánh tao đâu có mất máu đâu. Ôi, ôi thằng nào cầm đồ có haki. Từ từ, ôi con bò nó cầm đồ có haki à? Con bò haki à anh em? Vãi lều bựa à? Con bò này có haki các bạn ơi. Tại sao lại vậy nhỉ? Con bò này có haki. Ui, vãi đúng. Chưa rồi gặp ngay thần bò rồi các bạn ơi. Ủa, cái này mà không biết là mấy ông nào mà chơi bản bình thường làm thế nào để các bạn có thể thắng được con này vậy. Đây là mình có khả năng bay thôi, mình cũng có haki các kiểu á. Như các bạn mà chơi bản bình thường, các bạn làm cách nào để đánh bại mấy con này vậy các bạn? Hãy chỉ cho Vũ nhá, để Vũ biết cách, để Vũ gọi là lần sau Vũ chơi bản thường, Vũ gọi là chống chọi để mấy cái cuộc chiến của dân làng này cái. Chứ cảm giác là hơi khó cho Vũ rồi đấy. Đây, đánh mấy cái thằng ở dưới trước, đánh mấy thằng dưới biển trước các bạn này, mấy thằng cùi ra đây, cùi ghé ra đây đánh trước. À, thầy phù thủy này, thầy phù thủy này. Ui, ơi, ơi, từ từ anh ơi. Nè, chạy, leo lên, leo. Sao mình bị mất máu? Mình ăn trái cát rồi mà. Tại sao chúng nó vẫn đánh mình mất máu được vậy? Cái này là cái gì đây? Cái này, mình ăn trái cát rồi vẫn mất máu các bạn ạ. Thật là khắm lọ. Bắn đi. Tụi này bắn mình đâu có mất máu đâu. Thế quái nào mình lại thua nó được nhỉ? Đánh bên này trước đi. Đúng rồi. Ngọc lục phải không vậy? Sao mình đánh nó rơi ra ngọc lục bảo vậy? Ok. Rồi máu nào. Trong lúc chờ mấy cái thằng này nó lên, con bò này chạy đánh. Ê. Em đùa anh ơi. Tại sao vậy? Tại sao chúng nó lại khỏe vậy nhỉ? Tại sao mình lại yếu vậy? Câu hỏi là tại sao mình yếu vậy mà chúng nó khỏe thế? 100 máu cơ à? Mình không có vũ khí đánh xa, mình nghĩ là mình khó có thể ăn được con bò đấy các bạn ạ. Con bò nó có một cái được, dụ chúng nó ra chỗ thầy mình, đúng rồi. Cái gì khó thì để thầy lo. Thầy ơi, nó bắt nạt con kìa. Thầy thân yêu của con ơi. Bên này thì mình lo được này. Mấy thằng tôm tép này, để anh. Quan trọng là con bồn lò thôi anh em ạ. Mình vừa đi dưới nước là mình sẽ bị mất máu nhé các bạn. Mày con bò để mình lo sau các bạn ơi. Người ta có câu là lo bò trắng răng, mình sẽ lo con bò sau. Còn mấy bọn này thì mấy bọn này là bọn nào? Đây. Trời ơi, thầy của tôi vẫn đang đứng miệt mài ở ngoài kia các bạn ơi. Mình phải đi lên mình xem là còn nào. Đây. Và đừng có tấn công dân làng nha. Mày có thầy phù thủy này. Mê thầy phù thủy này, tấn công trước nhá. Đấy. Đợi con bò đấy các bạn ạ. Mày như nào. Ôi, thu lưỡi kiếm các bạn ơi. Ôi. Ê, nó đánh nó mất máu. Ê, như là thằng pháp sư các bạn ơi. Từ phải né, phải xong thằng này, xử lý xong thằng này trước nhá. Mày nè. Xử lý cái thằng này trước các bạn ơi. Okay. Thằng đánh tao mất máu vậy. Đang bị độc các bạn ơi. Mày mấy bọn này thì không ăn thua. Mẹ bọn này nó cứ bay qua bay lại, chả biết chúng thằng nào mà bài đấy, bơi vào đấy. Đứng đây cười làm cái gì nhỉ? Bơi solo tay đôi. Khó đánh trúng bọn này thế. Đúng là người già tay chậm mắt yếu, gặp mấy thằng này nó cứ bu bu quanh người. Bùa đây. Một phát mình có thể bắt chúng nó bằng tiếng gọi các bạn ạ. Mình biết rồi. Ô, thế như bọn này càng yếu hay sao ấy, khi mà tụi nó không có cái kia. Mày nè. Ok, xong rồi. Giờ mình sẽ tập trung đánh con kia thôi. Mình có thể nhặt được tên không nhỉ? Mình nhặt được tên của mấy con này xong rồi mình xuống mình chơi con bò. Nhưng mà không nhặt được các bạn ạ. Cung mà không có tên, khó chịu quá. Khó đánh con bò lắm các bạn ơi. Đây. Con bò là một nỗi hiểm họa nhá. Ủa? Nó đâu rồi? Như ma vương. Con bò nó bị ấy mà. Ấy. Mày nè. Khỏe quá. Ây da. Để đánh nhau với thằng này xem nó chịu. Ủa? Sư phụ như bị thịt tới các bạn ơi. Để nó đánh nhau với thằng hải tặc không? Đánh nhau với thằng hải tặc ấy, đừng đánh tao. Mấy anh hải tặc chơi đi mấy anh hải tặc ơi. Mấy anh hải quân thôi, lại không đánh nhau với thằng bò này nhỉ? Không đánh nhau con bò nhỉ? Tự mình đánh nhau với con bò đi làm ơn đấy, con bò đánh xa quá. Đánh đau, vừa đánh đau. Ê, đánh người kia. Vừa đánh đau vừa đấy. Ui, con này nó tàn phá dã man quá nhỉ. À, nó nhảy dưới nó mất máu. Hợp lý các bạn ơi. Mình sẽ lừa nó. Nó nhảy lên cao sau đó là đây, đi đấy, lừa ra đây. Xong tí là nhảy xuống nó sẽ bị mất máu. Wow. Đúng là anh Vũ Liz mưu hèn kê bẩn à không. Đấy, đập nó cái xong rồi chạy lên. Ý, xong rồi. Đập nó cái. Cục nó. Đau quá các bạn. Rồi, tiếp tục chạy lên. Con này sắp đi rồi. Đánh khó thế. Yêu ơi. giải phóng một cái ngôi làng thôi mà cảm giác khó khăn quá các bạn. Mình có... à quên. Trời ơi, có trái ác quỷ xong xài. Ủa, hình mình phải đứng ở trên mặt đất. Nhưng mà bây giờ mình xài trái ác quỷ phá lắm các bạn ạ. Ê ê ê ê, phải đứng trên mặt đất mới cho xài các bạn ạ. Nó bắt mình đứng ở trên mặt đất mới được xài. Mình quăng bà cái kia được. Ừ, mình đứng qua đây đi. Đấy, đứng qua đây đi. Kiểu gì nó chảy chạy qua. Nhưng mà chờ hồi máu một tí được không? Đứng ở dưới mặt đất này. Đúng rồi. Mày này, nhơn này. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Ăn đồ ăn, ăn đồ ăn. Ơ, không tới kìa. Rồi, mày kiểu gì cũng sẽ dính đòn đấy con ạ. Đã biết. Con buồn lo à? Nãy giờ không nhớ ra các bạn ạ. Ê, ê, ê. Cái gì ấy? Ok. Vãi. Ui, con này mình nghĩ nó còn mạnh hơn con rồng nữa các bạn ạ. Các bạn nghĩ giống mình không? Không mất máu. Mình nghĩ là con bò nó còn đẳng cấp hơn con rồng nữa các bạn ơi. Rồi, anh em dân làng yên tâm nhá, tôi đã gọi là giúp cho các bạn rồi. Ấy, bắn pháo hoa kìa. Chúc mừng vị anh hùng của dân làng Cocolit. Ủa, bắn thế thôi hả? Anh em dân làng tặng quà tôi. Từ từ để tôi ra tôi xem nào. Các bạn có gì tặng cho tôi không? Tôi đã giúp các bạn rồi đó. Các bạn thân yêu của tôi. Tôi đúng là một anh hùng của các bạn mà. Đúng không? Ui, chắc cái ray cuối của cái này chắc là phải có người sắt giúp đỡ các bạn. Không người sắt giúp đỡ sao mà vượt qua được đúng không? Ủa? Ủa? Cái gì vậy ta? Hình như là phải tháo mấy thằng này ra này. Đấy, cho chúng nó ra, chúng nó hỗ trợ chứ. Ô, thằng này tính làm đệ của mình hả các bạn? Nhưng này tính làm đi theo làm đệ của mình ấy, nguyện một lòng sắc son trung thủy với mình hay sao ấy các bạn ơi. Ô, hình như đấy nó muốn làm đệ tử của mình hay sao ấy các bạn ơi. Ôi, nhưng mà mình không có nhu cầu gọi là chiêu mộ đệ tử đâu nha. Bởi vì là đi theo mình là cần phải biết bay. Và đấy là cái điều mà thằng này nó không có. Hay đó. Mình nghĩ cái này hay đó. Xứng đáng đó. Đây này. Hiện tại là mình đã trở thành Hero of Village. Có nghĩa là bây giờ khi mà mình vào một ngôi làng mà mình mua đồ ấy nhá, thì khi nào mình cũng được giảm giá hết. Bởi vì mình là anh hùng của làng mà. Trời ơi, đẳng cấp luôn nữa các bạn. Cứ khi nào đi vào làng mà ai có bán cái gì cho mình ấy, cũng giảm giá hết. Bởi vì mình đã cứu sống ngôi làng, cứu thoát ngôi làng khỏi bọn bàn tay của bọn zombie các bạn ạ. Nghe đẳng cấp không? Nhân tiện thì ở đây nó có một cái, đây này cho mọi người nhìn nhá. Hiện tại bên đây nó đang có một cái này. Mình không biết cái này nó là cái gì. Không biết cái này có thực sự là trụ sở hải quân không, để mình bay qua mình coi xem nào. Mình nghĩ nó là trụ sở hải quân đấy các bạn ạ. Một nửa mình nghĩ thế, một nửa mình nghĩ không phải như thế. Nhưng mà làng này nó không có ruộng gì nhỉ. Tại mình muốn ăn một tí đấy để cho nó hồi máu các bạn ơi. Mình muốn ăn cho nó hồi máu. Nhưng mà cái thức ăn này đấy, cái đồ ăn ở đây nhé các bạn, là ăn nó không được hồi máu. À, từ từ để mình bay lên một tí. Để mình quăng cái đồ xuống dưới. Quăng mấy cái đồ cảm giác là mình không cần thiết xuống dưới nhá. Đó. Cái này chắc là cần đấy. Cái gì búa này, khỏi khỏi khỏi. Bay ở mấy chỗ đấy chắc mình cũng chỉ sợ mấy thằng đô đốc hải quân thôi. Chứ mấy thằng lính quèn thì chắc không sợ lắm. Ê, con gì đấy? Nhưng mà mình... có mèo à? Vãi, sao mèo lại xuất hiện đây? Thôi kệ đi. Mình sẽ bay qua bên đây để mình xem nào. Xem cái chỗ đấy nó như thế nào. Hình như đây là cái trụ sở hải quân nhỏ. Bên kia mới là trụ sở hải quân lớn. Chắc là vậy các bạn ạ. Bởi vì là hình như là hồi trước bây giờ mình chơi One Piece Craft, mình chưa bao giờ thấy qua cái chỗ trụ sở hải quân này thì phải. Hay đây mới là chỗ trụ sở hải quân lớn nhỉ. Bên kia là chỗ trụ sở hải quân nhỏ nhỉ. Đâu rồi? Ôi mẹ, bay lệch luôn. Đúng là anh Vũ Zoro các bạn ơi. Đấy, Vũ Zoro các bạn đấy. Bay toàn bị lệch không ạ? Vãi nồi ạ. Rõ ràng là định vị các thứ. Ui, chỗ này nhìn đẳng cấp các bạn ơi. Ui, hình như đây mới là tổng bộ hải quân các bạn ơi. Hình như đây mới chính xác là tổng bộ hải quân. À, không, chỗ này nhìn cùi bắp lắm. Chỗ này nhỏ, chỗ này nhỏ. Bên kia mới là lớn này. Chỗ này nhỏ các bạn ơi. À, chỗ này là gọi là Marine này. Nó có chữ Marine này các bạn. Bên đây thì mình thấy có một chỗ gọi là tháp canh. Ủa, nhưng mà mình có thể đứng ở trên đây được mà. Mình gọi là đi qua mấy chỗ này dễ như bỡn. Ồ, con này đang bảo kê cái giường này này. Ồ, gần cái Marine này có thêm một cái Marine Fort nữa. Ủa, sao này đánh nhau gì xèo vậy? Đánh nhau vì cái gì ấy? Bắn tao có mất máu không? Bắn thử đi. Không bắn à? Bắn đây. Ô, sao không tấn công mình nhỉ? Lạ vậy. Tấn công đi. Không tấn công. Thương này có gì? Đây có súng này. Nhưng mà súng này phải có thuốc súng các bạn ạ. Với cả là mình ăn trá quỷ thì mấy cái súng này nó dễ có hải lâu thạch lắm. Cho nên là mình nghĩ là không cần các bạn ơi. Rồi mình sẽ đánh bại mấy thằng hải quân ở đây. Để mình xem là đây nó có gì nào. Mấy cái giường đây nó bị sao ấy các bạn. Nó kiểu nó không mở được từ đầu ấy. Và phải làm một cái gì đó mới mở được. Nên là hơi kỳ ha. Này, không mở được mấy cái giường này. Nhưng mà nó bị lỗi hay sao ấy. Mình cũng chả biết nữa. Nhưng mà mình nghĩ là cái hải quân này có vẻ dễ chơi đấy các bạn ạ. Chắc là mình sẽ chơi cái hải quân này với lại cái tổng bộ hải quân kia ở tập sau. Còn bây giờ thì chắc là mình sẽ tạm dừng cái clip đây nhé. Nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Goodbye mọi người.